Cô chào em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự phối thì với quen. Nhìn vào cái bảng công thức này, mình có thể thấy rằng là với phần quen thì sẽ có tổng cộng 6 công thức trong sự phối thì. Mình sẽ cùng tìm hiểu về từng loại một nhé. Loại đầu tiên đó là diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau. Xảy ra nối tiếp nhau ở trong quá khứ sẽ có công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Mệnh đề còn lại cũng sẽ là chủ ngữ verb quá khứ đơn. Thế còn hành động xảy ra nối tiếp nhau trong tương lai thì sẽ có công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chia tương lai đơn. Cặp thứ hai là diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Nếu mà xảy ra ở trong quá khứ, nó sẽ có công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ tiếp diễn. Thế còn nếu mà đang xảy ra một hành động khác xen vào trong tương lai thì sẽ chia theo công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chia tương lai tiếp diễn. Với cái cặp thứ ba là diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Nếu mà trong quá khứ, nó sẽ chia theo công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Thế còn nếu xảy ra trong tương lai, nó sẽ chia công thức là when cộng chủ ngữ cộng verb hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chia tương lai hoàn thành. Bây giờ để mà giúp em phân biệt được những cái nhóm sự phối thì này thì bạn sẽ áp dụng vào một cái bài tập nho nhỏ. Cô có 6 câu. 6 câu này của cô ứng với 6 công thức trong cái sự phối thì với when. Vậy thì đầu tiên nhờ bạn phải hiểu rằng là cái bản chất đó là mệnh đề when chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Thì với cái phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái sự phối thì giữa cái động từ phía trước và động từ phía sau. Thì có một cái quy tắc như này, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mà chia quá khứ thì cái động từ đằng sau của mình cũng sẽ phải chia quá khứ. Thế còn nếu mệnh đề trạng ngữ thời gian mà chia hiện tại thì mệnh đề đằng sau của chúng ta sẽ không thể chia quá khứ được nhá. Thì với cái câu số 1, bạn sẽ căn cứ bằng động từ là came là quá khứ. Vậy mệnh đề trạng ngữ thời gian mà chia quá khứ thì cái mệnh đề đằng sau của cô sẽ không thể chia, cũng sẽ phải chia ở quá khứ đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Mệnh đề trạng ngữ thời gian mà chia quá khứ thì mệnh đề đằng sau không thể chia tương lai tiếp diễn được, nên cô bỏ ý A. Không thể chia hiện tại đơn được, cô bỏ ý C. Chờ, vậy cô bỏ cả ý D nữa nhá. À sorry, cô có her mother là ngôi thứ ba số ít. Vậy thì nếu giả dụ này, nhớ cho cô ấy, với cái động từ là read, chuyển sang quá khứ là read, chuyển sang phân từ là read, vậy thì cô sẽ suy ra được là ý D của cô sẽ tính là động từ quá khứ. Vậy thì ý D sẽ tính là quá khứ đơn. Thế còn ý B là thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì bây giờ em sẽ dịch nghĩa câu này. Chờ, khi mà tôi đến thăm cô ấy thì mẹ của cô ấy đang đọc báo, vì vậy mà bà không thấy tôi bước vào. Vậy thì với cái câu này sẽ là như nào đấy ạ? Khi mà tôi đến thăm cô ấy, mẹ cô ấy đang đọc báo. Vậy là một hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Mình sẽ áp dụng cái công thức sau. Để diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Nếu mệnh đề when mà chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Do đó cô khoanh được câu 1 là ý B. Tiếp tục như vậy với câu số 2. Câu số 2 cô căn cứ bằng động từ là come là hiện tại. Mệnh đề trạng ngữ thời gian mà chia hiện tại thì suy ra mệnh đề này cô không thể chia quá khứ được nhá. Vậy thì cô sẽ bỏ ý A với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Cô bỏ ý C với thì quá khứ tiếp diễn. Vậy cô còn ý B và ý D. Ý B là thì tương lai tiếp diễn, còn ý D là thì hiện tại đơn. Vậy thì bây giờ mình đã dịch câu này. Khi mà tôi đến thăm cô ấy, mẹ cô ấy sẽ đang đọc báo ở trong phòng khách. Vậy thì với câu này cô sẽ diễn tả là một hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Nhưng với mệnh đề when cộng chủ ngữ cộng verb hiện tại đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia tương lai tiếp diễn. Do đó cô khoanh được câu 2 là ý B. Với cái câu số 3 tương tự như vậy, căn cứ bằng động từ là return, căn cứ bằng động từ return là quá khứ. Vậy nếu như mệnh đề trạng thời gian mà chia quá khứ thì mệnh đề còn lại của mình sẽ không thể chia tương lai được. Cô bỏ ý A, bỏ ý D. Vậy cô còn ý B với thì quá khứ hoàn thành và ý C với thì quá khứ đơn. Vậy thì cùng dịch nghĩa câu này. Khi mà anh ta quay trở lại thị trấn thì mọi người đã xây xong một cây cầu. Chợ và cái sự xây xong, cái việc xây xong cái cầu đấy làm thay đổi cái appearance, diện mạo của quê hương anh ấy. Vậy thì cô sẽ thấy là cái việc mà xây xong cây cầu rồi thì nó mới thay đổi diện mạo của quê hương anh ấy. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ áp dụng cái công thức sau này. Diễn tả một hành động đang xảy ra, sorry, diễn tả một hành động xảy ra xong rồi mới tình động khác. Thì mình sẽ suy ra được đó là cái việc mà anh ta quay trở về với cái việc mà người ta xây cầu ấy, thì cái hành động xây xong cầu xảy ra trước cái hành động anh ta quay về. Vì với cái mệnh đề when mà chia quá khứ, chợ hành động chia quá khứ đơn, mệnh đề when chia quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Vậy thì cô khoanh được câu 3 là ý B.
Chợ với cô bốn là khi mà anh ta quay trở lại thị trấn thì mọi người sẽ lúc mà anh câu này cô bốn phải dịch là lúc mà anh ta quay trở lại thị trấn thì mọi người sẽ xây xong cái cây cầu đó rồi nhá. Mà cái việc xây xong cái cầu đấy sẽ thay đổi cái diện mạo của thị trấn này. Vậy thì em sẽ căn cứ cho cô bằng động từ return chia hiện tại. Nếu mệnh đề chặng thời gian có động từ chia hiện tại thì mệnh đề còn lại cô sẽ không thể chia quá khứ được. Cô bỏ ý B là thì quá khứ thành, bỏ ý C với thì quá khứ đơn, còn ý A và ý D. Chợ ý A người ta dùng tương lai hoàn thành, với D dùng tương lai đơn. Dịch nghĩa câu này à? Vào lúc mà anh ta quay trở lại thị trấn thì mọi người sẽ xây xong cầu rồi. Tại sao phải là sẽ xây xong cầu? Bởi vì xây xong cầu rồi thì mới thay đổi diện mạo của thị trấn. Như vậy thì cô sẽ áp dụng là hành động đã xảy ra, hành động xảy ra xong rồi mới tính động khác. Như nếu mệnh đề quen cộng chủ ngữ cộng với mệnh đề đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia tương lai hoàn thành. Do đó câu này cô sẽ chọn được ý A. Với cái câu số 5 này, khi mà tớ gặp anh ấy, tớ sẽ nhắc anh ấy gọi cho cậu. Trong này cô có cái cấu trúc là remind somebody cộng với to verb, nhắc nhở ai đó làm gì. Khi mà tớ gặp anh ấy, tớ sẽ nhắc anh ấy gọi cho cậu. Vậy thì với cái câu này, gặp rồi đúng không? Mình sẽ hiểu cái tiến trình của hành động sẽ là tớ gặp anh ấy rồi, tớ mới nhắc anh ấy. Vậy thì diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau nhá. Với hành động xảy ra nối tiếp nhau thì cô có là mệnh đề when cộng với chủ ngữ đúng không? Cộng với động từ si chia hiện tại. Vậy áp dụng công thức là when cộng chủ ngữ cộng với mệnh đề đơn thì mệnh đề còn lại sẽ chia tương lai đơn. Do đó câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Vẫn câu như vậy, cô đổi động từ từ si thành so là quá khứ. Thì khi mà tớ gặp anh ấy thì tớ đã nhắc anh ấy gọi cho cậu. Vậy thì gặp anh ấy rồi nhắc, hành động xảy ra nối tiếp nhau. Nhưng mà mệnh đề when cộng chủ ngữ cộng với quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại cũng sẽ phải chia ở thì quá khứ đơn. Do đó với câu 6 cô chọn được ý A em nhé.